Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, thế giới đã có thể nói đi đến một cái cơn khủng hoảng mới sau khi những cái quyết định của Tổng thống Donald Trump mà tất cả các vị tổng thống tiền nhiệm của ông chưa bao giờ dám đưa đến quyết định, đó là công nhận thủ đô của Israel sẽ được dời về Jerusalem, và đặc biệt ông sẽ dời tòa đại sứ của Hoa Kỳ về tại Jerusalem thay vì ở tại Tel Aviv. Tất cả những cuộc biểu tình đã liên tục xảy ra từ Liban cho đến Jerusalem. Anh Tuấn theo dõi tất cả các cuộc tuần hành, tất cả các cuộc biểu tình một cách bạo động ở các ngay đường phố của thành phố Liban, Beirut ở Liban và ở tại Jerusalem, tình hình đến một cái mức độ như thế nào? Hàng loạt những đại sứ quán của Hoa Kỳ ở ngay tại các khu vực, không những là những khu vực có cộng đồng người Ả Rập, đều có những cái cuộc biểu tình đáng báo động hơn hết. Đó là những cuộc biểu tình này có thể gây ra những cái tình trạng bạo loạn, nhất là ở ngay tại khu vực Lebanon, những khu vực Indonesia hay một số các khu vực khác là những khu vực tập trung rất nhiều những cộng đồng người Hồi giáo. Bởi vì sự công nhận của ông Tổng thống Donald Trump về Đức Thánh Jerusalem là thủ đô của Do Thái, điều này không những làm cho một số những các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay Thổ Nhĩ Kỳ hay một số các khu vực có cộng đồng người Hồi giáo sinh sống, người ta phản đối, mà ngược lại gây ra một cái tình trạng gọi là những người sống ở ngay tại Jerusalem, những người cộng đồng Ả Rập, những người Palestine, người ta đang sống ở trong một cái tình cảnh căng thẳng. Căng thẳng ở đây đó là họ không biết khi nào xảy ra bạo động, và bởi vì họ rất căm phẫn. Thứ nhất, thứ nhì nữa, đó là cộng đồng người Palestine cũng đã phát động ra một trong những tuần lễ, mà hay chính xác hơn là gọi là 3 ngày đổ lửa. Trong 3 ngày này, họ tiếp tục đổ ra đường, họ dùng những cái bom xăng, họ dùng khói để tấn công các khu vực trọng yếu của người Do Thái. Nhưng trong cùng lúc đó thì ông Tổng thống của Do Thái, đó là ông Netanyahu, đã có một chuyến thăm ở ngay tại Âu Châu và ông lên tiếng kêu gọi cộng đồng này. Vâng, kính thưa quý vị, Thủ tướng của Do Thái, ông Netanyahu đã có mặt tại Brussels để trình bày với tất cả các thành viên của cộng đồng chung Âu Châu về tất cả những cái đường lối và những sự kiện sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhìn nhận và công nhận đại sứ quán của Hoa Kỳ về tại Jerusalem. Như anh Tuấn vừa gửi đến quý vị, tất cả các quốc gia ở trong khối Hồi giáo, đặc biệt nhất là tại Lebanon, Hezbollah đã tổ chức những cái cuộc tuần hành mà có thể nói họ bao vây ngay cả tòa đại sứ ở phía trước, và hàng triệu người trên thế giới đều gửi những cái email, đều gửi những lời ủng hộ vô cho Hezbollah. Và kính thưa quý vị, đó là một trong những sự kiện người ta nghĩ đến tất cả những cái cơn yên lặng, một cái thời gian dài về cơn khủng hoảng có sự tranh chấp của những giáo phái ở tại khu vực Trung Đông đến bây giờ lại rối lên một cách rất là trầm trọng, đặc biệt là tại Indonesia. Kính thưa quý vị, tòa đại sứ Mỹ đã bị tấn công dồn dập ở tại Jakarta. Tất cả những thành viên Hồi giáo của Indonesia đã tổ chức những cái cuộc biểu tình rất là, có thể nói là sặc mùi. Đây người ta cho nói là một cái gọi là sặc mùi bạo động, và có thể nói rằng chính phủ Hoa Kỳ phải có những cái biện pháp để ngăn chặn những cái tình trạng đó càng ngày càng gia tăng. Và đến bây giờ thì phía tây của Jerusalem cũng giống như phía đông của Jerusalem, tất cả những cái con đường tàu lửa đi xuyên qua từ phía tây đến phía đông, kính thưa quý vị, đã gặp những cái trở ngại. Những trẻ em của Palestine đã hình như đã có những cái dàn dây thun, có những cái hòn đá sẵn ở trong tay để chống đối với tất cả những nhân viên cảnh sát cũng giống như quân đội của Do Thái có mặt tuần tiễu trên khu phố của họ. Kính thưa quý vị, đó là một trong những sự kiện. Và trở lại sự kiện anh Tuấn vừa gửi đến quý vị, đó là Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông đã bảo vệ kế hoạch gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thay đổi địa điểm sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem, và ông cho biết tin rằng là các nước châu Âu cũng sẽ làm theo như vậy. Phát biểu tại Brussels, ông đang gặp gỡ các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu, ông Netanyahu đã cho biết tuyên bố của Tổng thống Trump dựa trên công nhận một sự kiện thực tế. Tổng thống Trump di chuyển hôm thứ Tư để nhận ra rằng Jerusalem là thủ đô của Israel và cam kết di chuyển đại sứ quán Hoa Kỳ đến thành phố. Và có thể nói đây là một thành phố mà được nhiều người trên khắp thế giới, ngay cả Đức Giáo Hoàng Francis cũng nói đây là thành phố thánh, và thúc đẩy những cái lời chỉ trích quốc tế gây ra những cái cuộc biểu tình trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị, việc tuyên bố này đã làm dấy lên 7 thập niên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ
có thể nói đã làm hài lòng quan chức Israel, nhưng đã bị lãnh đạo Palestine lên án và họ coi Jerusalem là một thủ đô của nhà nước Palestine. Nếu mà anh Tuấn có điều kiện đến Jerusalem là nơi hành hương của nhiều người có thể nói Thiên Chúa Giáo cũng giống như Hồi Giáo đến. Cái thành phố rất là đặc biệt, có thể nói rằng lúc nào người ta sống cũng trong cái không khí ngột ngạt. Nhưng mà vấn đề buôn bán, nếu em có đầu óc kinh tế thì nên đến Jerusalem sinh sống. Ở bên phía Tây thì là toàn bộ do người Palestine, mà phía bên phía Đông thì người hồi cũng có những người Do Thái Giáo. Em biết cả khoảng 4 giờ sáng là người ta thức dậy tới cái bức tường thầm lặng, đưa tay lên cầu nguyện đó rồi lúc đi làm. Ngày thứ 6 người ta buôn bán và trưa thứ 6 người ta đóng cửa cho đến ngày Chủ nhật. Có thể nói tất cả những cái hoạt động ở Jerusalem nó khác hẳn ở các thành phố trên thế giới. Nhưng mà nếu bây giờ tình trạng bạo động xảy ra, đó là một cái nguy cơ có thể nó coi mồi chiến tranh xảy ra ở Trung Đông lại trở lại, thưa anh Tuấn. Không những bạo động gây ra một cái tình trạng căng thẳng cho những người Do Thái hay những người cộng đồng Ả Rập sống ở ngay tại vùng đất thánh Jerusalem, mà còn gây ra một cái sự nguy hiểm cho những người Mỹ, thưa quý vị. Đâu đó chúng tôi có được cái tin tức cho biết rằng những cộng đồng người Mỹ, người ta không dám du lịch đến ở ngay tại các khu vực Do Thái hay những khu vực mà đang xảy ra bạo động nữa, bởi vì họ lo sợ sự căm thù của những người Palestine. Trong cùng lúc đó thì trong một cái chương trình State of the Union, khi phỏng vấn bà Nikki Haley, đại diện cho bên phía Hoa Kỳ ở ngay tại Liên Hợp Quốc, hỏi về tình trạng bạo động cũng như là quyết định của ông Tổng thống Donald Trump, thì bà Nikki Haley cho biết rằng trong vòng 22 năm qua, rất nhiều những người Mỹ đã từng chứng kiến những cái sự yêu cầu dời tòa đại sứ của Hoa Kỳ về ngay tại Jerusalem, nhưng không có bất kỳ một ông Tổng thống nào dám làm điều đó. Nhưng ông tổng thống Donald Trump lại đã dám làm như vậy. Tuy nhiên thì khi mà các phóng viên người ta đặt một câu hỏi đối với bà Nikki Haley, họ hỏi rằng liệu sự công nhận của ông tổng thống Donald Trump có giúp ích gì khi mà có đem lại cái sự hòa bình trong khu vực, hay chỉ gây ra những cái tình trạng căm phẫn hay chia rẽ trong cộng đồng người Do Thái và những người Ả Rập. Thì bà Nikki Haley chỉ đơn giản nói một câu rằng bây giờ thì là đến lúc là cộng đồng họ tự quyết định ranh giới, họ sẽ quyết định những ranh giới và đàm phán về Jerusalem, còn với trách nhiệm của Hoa Kỳ thì đến đây là chấm dứt. Wow, đến đây là chấm dứt. Có thể nói tất cả những cái sự kiện liên quan giữa Do Thái và Hoa Kỳ nó giống như răng và môi với nhau. Yeah. Mặc dù có những vị tổng thống không dám cương quyết đưa ra những cái quyết định táo bạo như tổng thống Donald Trump, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận là cái sự liên kết và có thể nói là ủng hộ tối đa cho Do Thái ở trong khu vực Trung Đông đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì chúng ta không thể nói rằng những cái sự việc phải để tự giải quyết, vì bao nhiêu thập niên qua người Palestine và người Do Thái không thể nào giải quyết cái vấn đề tranh chấp ở trong khu vực Jerusalem. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chúng ta phải trở lại thành phố tiểu bang Alabama. Kính thưa quý vị, sáng nay là một trong những ngày cuối cùng của một trong cái cuộc vận động tranh cử có thể nói là hấp dẫn nhất và nhiều người mà phía cả hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đều quan tâm. Kính thưa quý vị, đó là chiếc ghế bỏ trống khi ông Jeff Sessions được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ. Đến bây giờ thì một trong những nhân vật mà người ta nói đàm tiếu rất nhiều đó là ông Roy Moore. Ông Roy Moore là một trong những vị chánh án của tiểu bang Alabama. Ông gần đây là một trong những người đã thắng cuộc. Ông đã thắng một trong những vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama để rồi đại diện cho đảng Cộng Hòa tranh chức thượng nghị sĩ và có nhiệm kỳ đến năm 2021. Nhưng có một cái sự kiện mà có thể nói làm cho người ta nói đến nhiều nhất là chính những người phụ nữ ở tiểu bang Alabama đã tố cáo ông Roy Moore 40 năm trước đây, khi ông còn là một thanh niên 30 tuổi đã có những cái hành động gọi là xúc phạm tình dục và cưỡng bức tình dục với những người trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Sự kiện này đã đưa đến một cái vấn đề tranh cãi rất lớn tại Thượng viện Hoa Kỳ. Ngay cả chính ông gọi là lãnh tụ đa số của Thượng viện Mitch McConnell đã tuyên bố rằng nếu như ông Roy Moore được đắc cử thì có thể nói rằng chúng tôi ủy ban đạo đức Thượng viện cũng phải nhận xét lại coi vấn đề này và liệu có duy trì cái sự đắc cử của ông hay là không. Bên cạnh đó thì ông Priestley là một trong những thượng nghị sĩ của Alabama kỳ cựu, ông đã nói rằng tuyên bố tôi sẽ không bầu cho ông Roy Moore dù ông đó là người cùng đảng với tôi. Nhưng bên cạnh đó thì ông Bannon là một trong những người có thể nói ủng hộ tích cực gọi là campaign manager cho ông Roy Moore. Bên cạnh đó thì hôm qua Tổng thống Donald Trump đã dùng điện thoại và cái điện thoại của ông gửi đi tất cả các cử tri ở tiểu bang Alabama để bầu cho ông Roy Moore. Và ông nói rằng chúng tôi cần lá phiếu của ông Roy Moore vì ông Roy Moore sẽ là một trong những người quyết định để làm cho nước Mỹ trở thành American First và American Great. Vì chắc...
anh Tuấn cũng biết rồi, bây giờ nếu mà mất đi một chiếc ghế này thì cái có thể nói cái khối đa số rất là mong manh, chỉ còn 51-50 mà thôi. Thành cái lý do này là chỉ không phải vì cử tri mà Tổng thống Donald Trump chỉ quyết định, đó là vì cái quyền lợi mà ông nghĩ đó, ông theo như ông cho rằng là cái quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó thì ông John Jones cũng là một trong những ứng cử viên đảng Dân Chủ. Ông đã tung ra một cái loạt tài chính rất lớn, tất cả các cổ động viên của ông đi đến khắp các nhà để làm sao kêu gọi người ta bầu cử. Đây là một cái cuộc bầu cử mà nói lên giá trị của Tổng thống Donald Trump đối với người dân Hoa Kỳ. Nếu ông Roy Moore thắng thì người ta nghĩ rằng ông Trump tiếng nói của ông vẫn còn tồn tại. Nếu ông Roy Moore không thắng thì kính thưa quý vị, chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là một cái câu hỏi rất lớn đối với người dân Hoa Kỳ, thưa anh Tuấn. Và tiếng nói của ông Trump dường như là những người dân ở ngay tại khu vực Alabama, những khu vực quần hẹp có trong cái cuộc tranh cử này, người ta đều được nghe tiếng giọng nói của ông Trump, bởi vì ông thâu một cái đoạn băng ghi âm có sẵn rồi sau đó phát tới từng nhà, gọi đúng tới rồi. Từng nhà. Cái cuộc tranh cử ông làm như vậy, đúng đó, là nghe là tranh cử. Nghe đâu đó là những cái trong đoạn ghi âm này nói tôi là Tổng thống Donald Trump gọi đến quý vị và muốn quý vị hãy bầu cho ông Roy Moore bởi vì những cái chính sách và những cái điều kiện mà Đảng Cộng hòa đang làm cho tương lai. Vâng, kính quý vị đang cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng qua Cà phê sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.